Việt Nam đang đối diện với nguy cơ tuột hậu. Việt Nam có thể bị tụt hậu nếu không thay đổi mô hình phát triển hiện nay. Đó là nhận xét của các chuyên gia tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng tổ chức với Ngân hàng Thế giới diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội. Theo những người tham dự diễn đàn, trong đó có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Usman Dion, thì những năm qua, Việt Nam phát triển dựa trên vốn đầu tư, giá công nhân rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Mô hình này được nhận định là không còn phù hợp. Các con số thống kê được đưa ra cho thấy tốc độ tăng trưởng của Việt Nam dù năm nay vẫn còn cao ở mức 6,7%, nhưng đã giảm khá nhiều nếu so với trước đây là 7,3% trong những năm 1990-2000. đến 2000. Theo ông Usman, thì cần phải cải cách để tạo nên một cơ chế thị trường có hiệu quả, tăng năng suất lao động, trong đó có việc đào tạo kỹ năng cho người lao động giám đốc ngân hàng thế giới tại việt nam dự báo rằng nguồn vốn vay với những điều kiện ưu đãi sẽ ít dần trong những năm tới